chia sẻ like cho em nha mọi người nha. Mọi người và chia sẻ like mơ nên nên dày được nhá mọi người nha. Em xả nên nha. Em xả nên nha các chị nha, các chị và chia sẻ like cho em nha. Chia sẻ trên các hội nhóm nha mọi người nha, chia sẻ cho em hai nhân hai nhóm nha, hoặc là hai lần mọi em nhá. Em xả lên nha mọi người nha, xả lên hàng dày luôn nha mọi người nha. Hai nhóm của em nha các chị nha. Chỉ cần chia sẻ hai nhóm của em là được nha mọi người nha, hai nhóm là được rồi nha mọi người nha. Em dày luôn nha các chị nha, em xả em dày nha. Em xả em dày luôn nha. Có áo len khoác dài không ạ? Có chị nha, em có nha. Có nha chị nha. Khoác dài em chỉ có một cái màu đen thôi. Khoác dài em còn một cái màu đen nha. Khoác dài em chỉ có một cái màu đen thôi. Một cái màu đen nha. Em xả đồng giá luôn nên các chị chia sẻ với em hai nhóm nha. Giá lẻ là 80k chị nha, lẻ 80k một chiếc áo dày như thế này các chị nhá. Là dày rất là dày luôn, hàng đẹp luôn. Còn chị nào mà chia sẻ hộ em thì mua với giá 65k nhá. Chị nào chia sẻ hộ em thì mua với giá 65k nhá mọi người nhá. Còn lẻ là 80k nhá, chị nào chia sẻ thì giá 65k nhá các chị nhá. Khi của em mã số 1 ạ, mã số 1 các chị nhá, mã số 1. Má số 1 một chiếc len trắng dày dặn luôn nhá. Đây các chị xem chất luôn này, quá dày luôn. Má số 1. Má số 1 nhá. Cái này vào mùa phải 200.000 một chiếc. Như cái áo trắng em đang dơ này, cái này vào mùa phải 200.000 nữa các chị ạ. Như vậy em má số 1 nhá. Má số 1. 50 đến 57 cân ạ. Má số 1 nhá chị nhá, đây này. 50 đến 57 cân. Thôi các chị xem chất men dày cực kỳ dày luôn nhá, dày và nặng tay luôn. Quá dày luôn các chị nhá, này. Dày cũng cộp luôn nhá mọi người nhá. Men dày nhá, em ghi là dày nhá. 65k men dày của em nhá, không phải men mỏng luôn nhá các chị nhá. Men dày luôn. Mã số 1. Mã số 1 của em nhá. Mã số 1 men dày của em nhá. Mã số 1 màu trắng ạ, 65k thôi nha, mã số 1 đây. Chị nào chốt hiểu em mã số 1 nha. Nên quá dày luôn các chị nha, mã số 1. Các chị chấm đẩy view cho em nha, chia sẻ cho em hai nhóm nha. Giá này giá lẻ 80.000, chị nào chia sẻ thì mua với giá 65.000 hộ em nha. Chia sẻ hộ em đi nha mọi người nha. Mã số 2. Khoác dáng dài đến là dáng cánh nó chỉ dạng len mỏng bình thường thôi nhá. Khoác dáng dài đến tầm đầu gối là mỏng bình thường thôi, màu đen nhé bạn nhá. Khoác dày nó không có giá này đâu. Khoác dày mà lại còn dáng dài thì nó không có giá này đâu nhá mọi người nhá. Chỉ có dày mà dáng ngắn thì mới có giá này thôi nhá. Dày và dáng ngắn thì mới có giá này thôi. Thì em mã số 2. Một chiếc len dày. Một chiếc len dày nha các chị nha, 50 đến 56 cân mặt đẹp ạ. 50 đến 56 cân mặt đẹp các chị nha. Mã số 2, một chiếc len dày luôn nha các chị luôn. Áo này là áo nữ nha, áo nữ nha các chị nha. 50 đến 57 cân nha, 50 đến 57 cân áo nữ ạ. Thì em mã số 2. Áo nữ nha, không phải áo nam nữa nha. Áo nữ nha các chị nha, áo nữ nha. Thì chị thấy cái kẻ chứ không phải áo nam nhá, không phải áo nam nhá. Các chị chia sẻ em hai lần hộ em nhá. Toàn áo len dày thôi nhá. Toàn len dày thôi các chị nhá. Đây là một chiếc len cực kỳ dày luôn. Chị nào chia sẻ mua với giá 65.000 thôi nhá các chị nhá. Chị nào không chia sẻ mua với giá 80.000 hộ em nhá. Chia sẻ có hai nhóm thôi, cực kỳ ít, không bao giờ sợ khóa link luôn. Có hai nhóm thôi thì em không yêu cầu là 20 nhóm. Chỉ hai nhóm hộ em thôi nhá, hai nhóm thôi ạ. Chỉ vân anh muốn xem cái nên khoác là không, nên khoác nó chỉ là màu mỏng thôi.
áo dài màu đen nó là mỏng bình thường thôi nhá, không phải mỏng quá. Mã 1 Thảo Ni, ok chị Thảo Ni nhá. Chia sẻ hộ em nhá, chị Thảo Ni chia sẻ hộ em hai nhóm nha, mua với giá 65.000 thôi nhá. Mã 3, đây các chị nào, cho các chị xem này, giày ơi là giày luôn. Mã 3, một chiếc men màu như thế này, chùm mông nhá, chùm mông. Cái này chắc chắn chùm mông, của giá nó chỉ cao mét 6 cũng chùm mông, mét 6, mét 7 cũng chùm mông luôn. Của em mã số 3, một chiếc men, có túi luôn nhá, mã số 3 của em nhá. Có túi nè, có túi hai bên nhá. Ok, cảm ơn chị Thảo Ly nhá. Chia sẻ hai nhóm thôi, em cũng chẳng cần yêu cho mình chia sẻ nhiều làm gì. Chia sẻ nhiều quá thôi, khóa mic vào, em chỉ cần chia sẻ thôi. Mã số 3 của em nhá, em giày cục luôn đấy ạ. Nay em xả dần em lên giày thôi. Thêm mã 3, ok chị Thảo Ly nhá. Đây ok chị Thảo Ly nhá. Đồng giá 65.000 nhá. Còn chị nào, các chị chia sẻ hộ em để mua với giá 65.000 nhá. Các chị không chia sẻ nó mua giá 80.000. Chia sẻ hộ em hai nhóm thì còn 65.000 thôi nhá. Tiếp hộ em mã số 4 ạ. Mã số 4 một chiếc len đây ạ. Cho chị xem này. Toàn len dày nhá, len dày dặn nhá, chứ không phải lại len mỏng đâu nhá. Len mỏng thì giá khác các chị nha. Đây toàn len dày thôi. Mã số 4 nhá các chị nhá. 50 đến 57 cân là đẹp ạ. Cái này 60 cân cũng được rồi. 50 đến 60 cân, xin chào mọi người nhá. 50 đến 60 cân nhá, 50 mặc dáng rộng nhá. 50 mặc dáng rộng. 50 là mặc dáng rộng và chùm mông một chút. 60 cân thì mặc vừa nhá. 60 cân mặc vừa, ví dụ em mã số 4 nữa. Số 4 nhá, toàn len dày thôi các chị nhá, mã số 4 của em ạ. Mọi người chia sẻ với em hai nhóm nha, hai nhóm nha, nhẹ 80k, chị nào chia sẻ mua với giá 65k. Mã số 5, một chiếc màu xanh nha, tinh than. Mã số 5 các chị nha, mã số 5 đây cho các chị xem luôn nè. Mã số 5, mã số 5 nha các chị nha, mã số 5. Mã số 5, chị nào mà dưới mét 6 thì mặc dáng trùng mông nha, chị nào dưới mét 6 mặc dáng trùng mông, mã số 5. Mã số 5 nha. Mã số 5, 50 đến 57 cân ạ. 50 đến 57 cân các chị nha, mã số 5. 50 đến 57 cân hả em ạ, mã số 5. Toàn len dày thôi. Hai xả toàn len dày thôi. Đây một chiếc nè. Một chiếc kiểu áo nên kiểu lệch nên dày nha, nên dày kiểu lệch vạt nha. Đây ạ. Bên dưới này nó lệch chứ không phải nó nỗi nha. Ý của em mã số 6. Mã số 6 ạ. 50 cân đổ về mã số 6 nha, màu nâu. Phần này phần ôm nha, phần ôm nha chị nha, các chị nhớ chia sẻ hộ em nha. Nhớ chia sẻ hộ em hai nhóm nha các chị nha. Mã số 6 màu nâu. Màu nâu cực kỳ sang chảnh luôn nhá. Mặc ôm sát luôn. 50 cân 50 52 cân đổ về các chị nha. 50 52 cân đổ về mặc được. Mã số 6. Rồi và chia sẻ đẩy đi mạnh như thế em nha. Mã số 7 một chiếc màu xám ạ. Xám cánh rơi. Mã số 7 một chiếc màu xám cánh rơi nha mọi người nha, xám cánh rơi này. Xám cánh rơi có túi nha. Xám cánh rơi có túi. Con này phải 55 đến 62 cân nha. 55 đến 62 cân như em mã số 7 màu xám. Cánh rơi có túi nha. 55 đến 62 cân. Mã số 7. Em trả gần đôi giày đâu nha chị nha. Mọi người chia sẻ cho em hai nhóm nha. Mã số 8 một chiếc váy nè. Mã số 8 một chiếc váy body nha. Mã 7 nữa nhé, ok. Mã 7 màu xám nhé, cánh rơi vào túi nè. Thì nào chắc chắn đấy thì cố gắng tí nữa bà cho em địa chỉ nha. Mã số 8 nè. Mã số 8 một chiếc len váy body nha, mã số 8. Con này 55 cân đổ về mặc đẹp nha, 55 cân. Dài đến gần đầu gối nha, dài đến gần đầu gối ạ, mã số 8 nha. Mã số 8 nha, em có Shopee luôn nên các chị chia sẻ hộ em nha.
Em có Shopee nên mọi người chia sẻ với em nhá. Mã số 10 ạ, mã số 10 đây các chị nha, cho các chị xem chất len luôn này, cực kỳ đẹp luôn. Đây, cực kỳ đẹp luôn nha, cực kỳ mịn, màu xanh đây, mã số 10 nha. Tay ôm sát luôn đấy ạ. Mã số 10. Ok chị nha. Mã số 10 hỏi em ạ, mã số 10 nha, mã số 10. Một chiếc màu xanh. Xanh bạc hà nha, mã số 10, một chiếc màu xanh bạc hà. Đây ạ. Mã số 10 nha mọi người nha. Mã số 10 đây là cho các chị xem này, một chiếc xanh bạc hà, mã số 10. 80k á chị nha, chia sẻ cho em thì hơn 65k thôi. Ok chị Thảo Vi nha, ok chị Thảo Vi nha. Mã 12. Mã 12 một chiếc len vận thùng nha, mã 12. Đây chị nha, mã 12 một chiếc len vận thùng ạ. 54 đến 60 cân mặc đẹp nhá. 54 đến 60 cân mặc đẹp ạ. 54 đến 60 cân mặc đẹp nhá. Mã số 12. Len vận thùng chấm bi luôn đấy chị nha. Đây là cực kỳ đẹp luôn. Mã số 12. 54 đến 60 cân mặc đẹp ạ. Mã số 12 của em nhá. Các chị nhớ chia sẻ em hai nhóm nhá. Chia sẻ để mua giá rẻ nhá mọi người nhá. Nhớ chia sẻ em hai nhóm nha, hai nhóm nha. Mã số 15. Một chiếc len có mũ ạ, đây em để như thế này luôn nhá. Một chiếc len có mũ. Dáng trùm mông màu đỏ đô. Dáng trùm mông màu đỏ đô ạ. Dáng trùm mông màu đỏ đô chị nha. Ví dụ em mã 15. Len dày luôn đó chị này. Cầm nó dày như thế này luôn. Mã 15 nhá. Mã 16. Mã 16 nhá. 50 đến 57 cân nha chị nhá. Mã 16 50 đến 57 cân. 50 cân thì mặc dáng rộng một chút. 50 đến 57 cân nhá. Mã 16. 50 đến 57 cân của em nha, mã 16. Các chị vào xem xong nhớ chia sẻ hộ em nhá. Em ghi với nhau các chị nhá. Nhớ chia sẻ hộ em để mua với giá rẻ nha mọi người nhá. Mã 17 ạ. Mã 17 một chiếc len cánh rơi màu đỏ ạ. Mã 17 một chiếc len cánh rơi nhá các chị nhá, len cánh rơi màu đỏ ạ. Một chiếc len cánh rơi màu đỏ mã 17 của em nhá, len cánh rơi nhá. Len cánh rơi nhá, cái này cái mặc với chân váy, len cánh rơi màu đỏ mã 17. Cánh rơi màu đỏ nhá. Mã 17 của em nhá. Mã 17. Mình dày nha. Thì nào vào xem sau nhớ chia sẻ em hai nhóm nha, hai nhóm nha mọi người nha. Mã 18 một chiếc len tầm 55 đến 62 cân. 55 đến 62 cân các chị nha, mã 18. Len kết hợp với này semi đây ạ. Tay thì tay ren nhá, tay ren luôn các chị nha, len kiểu luôn. Như em mã 18. Đằng sau lưng. Đó. Đằng sau lưng có hình giọt nước nhá. Mã 18 của em nhá mọi người, mã 18. Xem thì viết hỏi em để em còn biết là có chị đang xem nhá. Chị nào đang xem thì viết hỏi em đi ạ. 1, 2, 3, 4. Mã số 20 ạ. Mã số 20 cho chị nào cần mà nhỏ hơn 50 cân nhá. Mã số 20 nhỏ hơn 50 cân ạ.
Ma số 20 cho chị là nhỏ hơn 50 cân thôi nha, nhỏ hơn 50 cân. Nhỏ hơn 50 cân như em ma số 20 một chiếc cao cổ nha. Cao cổ này. Cái này không cần quá khăn nha. Ma số 20 tay ôm sát luôn. Tay ôm sát luôn nha chị nha, mã số 20. Nhỏ hơn 50 cân mặc được nha các chị nha. Nhỏ hơn 50 cân mặc được. Mọi người chia sẻ cho em hai nhóm nha mọi người nha. Mã số 21. Một chiếc len có mũ. Mã số 21 một chiếc len có mũ nha, dáng ngắn kiểu chùm mông nha. Len có mũ dáng ngắn ngắn tay nha, ngắn tay kiểu chùm mông, ngắn tay nha, kiểu chùm mông. Chị Thảo Ni nhá, chị cứ chốt đi, tí nữa em sẽ tạo đơn nữa nhá, tí nữa em sẽ tạo combo luôn thôi nhá, tí nữa em sẽ tạo combo cho chị nhá, tí nữa em sẽ tạo combo ba cái luôn cho chị nhá, nha chị nhá. Em cái điện thoại kia nó không nhảy comment nên em không đọc được tin nhắn, không hoạt được comment của chị nhá. Tí nữa sau cái thứ này em sẽ chụp ảnh lại em tạo combo trên Shopee cho chị nhá. Chị nào muốn tạo combo Shopee thì tí nữa em tạo cho nhá. Tạo combo Shopee nha mọi người nha. Em sẽ tạo Shopee cho mọi người nha. Thì nào có Shopee thì em sẽ gửi hàng Shopee nhá. Cái hộ em ạ, mã 25. Cái điện thoại chị nó đơ mất rồi. Em đang like đơ nó không hiện của mình nữa. Mã 25 ạ. Mã 25 một chiếc áo body ôm sát nhá, ren nhá, 55 cân đủ lại nha các chị nha. Mã 25 55 cân đổ lại các chị nha, các chị chia sẻ em hai nhóm nha. Các chị cứ để lại thông tin tí nữa, chị nào chốt thì em sẽ tạo combo, chị nào cần tạo thì em sẽ tạo thôi nha. Mã 27 ạ. Đây. Beo beo, đây mã 27 nha. Mã 27. Mã 27 cao cổ màu xanh coban với chị nha. Cao cổ xanh coban hội em ạ, mã 27 nhá. Cao cổ xanh coban. Em này mã 30 nhá, chứ còn cực view của áp mã 27 nhá. Xanh coban hội em ạ. Đây cuối nay nay cho chị nào xem ạ. Cuối nay cái màu tím này. 35k cái màu tím này nhá. Cuối nay nhá. Mã 28. 35k cái màu tím này, mã 28 nha các chị nha. 35k cái màu tím này, mã 28. 35k nha. Cái này sẽ cái cái vàng này. Mã 29 cái vàng này nha. Mã 29 cái vàng này ạ. Mã 29 cái vàng này 35k luôn này. Mã 29 cái vàng này 35k, chị nào xem đến cuối ngày này 35k nhá. Mã 29 cái vàng này 35k nhá chị nha, mã 29. Mã 30 35k luôn nhá các chị nhá, cái cuối cùng này. Mã 30 35k luôn nhá, cho chị nào xem cuối này. Nhá. 35k. Mã 30 nhá. Chị nào bị ẩn comment thì cứ vào vào inbox của em nha, em sẽ trả lời nha, chốt đơn cho mọi người nhá. Các chị nhớ kết bạn với em nhá.